Rồi trở lại kênh Sáu Bát Gừng Tràm, với Thái xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Hôm nay Thái chuẩn bị đi bắt ong cả nhà. Hôm nay có sự góp mặt của anh Di ý, anh Tiến Bụng Phệ cả nhà ơi. Rồi, xin chào cả nhà luôn cả nhà. Với anh Di cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà luôn nha. Đó, sao mình là em được. Đó thì anh Di ý anh Tiến xuống dưới tới U Minh với mình giao lưu với Thái cả nhà ơi. Thì hôm nay là ngày thứ hai cả nhà. Hôm qua thấy bận, thấy không có dẫn mấy anh đi được, cho mấy anh đi lên. Hôm nay thì thấy rảnh này, thấy dẫn mấy anh đi cả nhà. Nhưng mà thấy chia cũng chia ra hai đội, không có đi chung với anh Tiến nha nha. Tại khu đây nó rộng á, đi chung cũng có nhiều đó mà đi riêng cho nó nhiều hơn. Chia ra ba đội chứ. Ba đội hôm nay anh Bảy, anh Nam, anh ông anh Nam anh của mình cả nhà thì một đội. Còn anh Tiến với được một đội. Thái với anh Di một đội cả nhà, thì ba đội hôm nay đi coi thử nào nhiều hơn cả nhà. Bây giờ đánh đi. Bây giờ đánh đi, bữa nay ai nhiều hơn? Em biết chứ, em hiện tại em được 14 mẫu cả nhà. Để em hỏi em. 14 mẫu ta thổ địa đây mà hỏi ai nhiều hơn. Rồi giờ mình đi cả nhà. Bây giờ Thái đi tới đây, Thái thấy được một cái tổ ong cả nhà. Quá trời nó ngược nắng nó. Ôi cái nhổ ong trên đó cả nhà, nằm ngay giữa đường lộ nè. Dạ. Ông nói ở ông này bán lấy mặt thì 200 còn tàn trả lại ổng. Dạ dạ. Ừ. Tại vì mình cũng cắt cái ổ ong này luôn á nha, cho mà xe bò cộ ta đi đây cái nha. Nó cũng nằm ngay giữa đường lộ xe nè. Con cắt rồi con đem tàn vô. Rồi. Con cắt tàn rồi con đem vô rồi con trả tiền cho cô luôn. Ờ, cô dạ. Vô đi ông đây nó bay. Nãy con nói với chú rồi. Nãy con nói với chú rồi. Rồi cho anh Di lên cái nhà, thấy vô nhà với chú cái nha. Ông này cao lắm cả nhà. Biết sao mình leo được không đây nè. Làm ăn mà hên xui không anh ơi. Phải không? Làm ăn mà hên xui. Nhưng làm ăn mà ai biết đâu nha. Cả nhà. Mình mua ổ ong này. Mình đi chạy ngang lộ á mình thấy ổ ong cái mình ghé mình hỏi mình mua. Ta bán mình lên bắt không biết mấy có mặt không nữa nè. Lên cái nhà cây này chàm bông vàng cái nhà đóng trên cái chàm bông vàng. Cái ông cũng phì phì đó, không biết sao nữa nè. Nhàn cháy dần vậy. Gió lên, bụng khói ra cái nè. Ồ. Hả? Ừ ông nước mặn hung lắm ở vòng này cả nhà ơi. Nghe nha ô mà cũng lớn lắm nha. Nhà thấy giờ thấy cũng phì phì không để mình vô hàng mấy cái. Rồi, lên chiến nè cả nhà ơi. Em phì phì nè mà bị lép hết bên nè. Lên cả nhà ơi. Đó. Vậy? Từ từ có khói em. Rồi tới vào mời cả nhà. Rồi cho nó ra luôn cả nhà ơi. Đó.
Ôm này hung quá Thái ơi. Quy không được em ơi. Ôm ôm là cái nhà. Quá hung à. Để mình quay cả nhà xem nha. Đây cả nhà. Đây cả nhà. Đó. Con cũng lớn rồi cả nhà ơi. Đây nè. Đó cả nhà thấy chưa? Và đây nữa. Chám vô luôn cả nhà. Thôi. Cắt cả nhà ơi. Con quá hùng rồi. Quýnh quá trời quýnh rồi. Xí xí xuống rồi được cả nhà ơi. Con hùng quá hùng. Ông này hung dữ rồi trời. Được hết rồi. Dạ, dạ. Quá quýnh rồi Thái ơi. Quá quýnh rồi em ơi. Cắt xiết xuống rồi nhà ơi. Ông này hung quá trời hung. Cả nhà thấy gì không nữa nè, nhánh này em khó ra cả nhà, cả nhà, bom nó cả nhà, rồi xuống quay hình quả cả nhà xem nha, cứ bom này nó hung quá thì hung rồi, quýnh, quá quýnh này, ông nước này, bom dùng nước bạn hung dữ thiệt chứ, rồi xuống cả nhà ơi. Ồ mày chóng quá ngay đường lộ xe của người ta cả nhà. Xe chạy qua chạy qua lại hoài. Ủa chủ nhà kêu bán mình luôn. Ở vậy ông này ngay lỗ xe nè, cái chủ nhà kêu gọc tàn luôn, chủ nhà xin cái tàn, chủ nhà kêu xin cái tàn á cho cái nhà, cái tàn chắc nấu cháo ăn quá, mình đem cái tàn vô cho chủ nhà nghe, đó tàn, hả, quá quýnh rồi. Quýnh trắng kim hết trơn mà. Tàn này cô ơi. Để đâu giờ cô? Mấy cái kia non cái nó gớt ra. Có cái này già dính lại nè. À, rồi đi vô đi cô ơi. Rồi rồi, vô vô. Trả tiền, trả tiền cô. Đi đi đi, rồi đi. Để nó cắn à. Rồi cả nhà thì giờ thấy đang tới cái địa điểm mà hai tổ ong á nha. Ở cạnh nhà có thấy luôn á nha. Nó thì xích đằng trước thì có cái gió có thấy đặt đó đó nha. Ở đây có một tổ ong á nè. Thấy rồi nắng. Thấy chưa? Đây nó nhà của ông nằm đây nãy nha. Ở trong đó à. Đó, rồi. Có trong này lép cỡ 3 lít cả nhà ơi. Gì lép 3 lít nội. Đây. Nè để thấy vô mà cho nhà xem nè, xem ông lép nãy nhà đó thấy không nha. Thấy cục mặt từ cái chớp mà cong cong á nha. Rồi ông anh bò lên. Ở hai ao này thì mà thấy sẽ nhường cho anh Duy bắt nha nhà ơi. Ông anh bò lên kìa. Rồi. Ôi, trên bước lên lẹo. Trời ngon rồi. Rồi đi lên, lên thấy ơi. Rồi, thấy lên ngay rồi. Cái nhà thì ổ ông nè, thì anh Tiến chuẩn bị leo ngay nha. Đó, thấy giờ mình cho nhà xem. Ông này thước mấy ngay nha.
dựng lít mật à. Lít mật không có nữa mà anh ơi. Rồi cả nhà thì bây giờ bắt đầu anh Di bắt đầu leo lên bắt cái ổ dưới mé sông trước nghe nha. Nó còn sâu sâu ở trong kia là bạn được đang leo lên để mà bắt ổ ong vít trong luôn, hai ổ cách nhau tầm khoảng 20 mét nghe nha. Đây thấy dơm lại cho nhà xem. Nó vít trong bạn được leo lên, chưa leo lên nữa cả nhà ơi. Nó cái ổ ong vít trên là nó nằm ngay cái chỗ ngón tay thấy chỉ ngay đây nè nha. Tại thấy dơm lên cái nó bị bể hình đó nha. Đó giờ anh Di leo gần tới tổ ong đó nha. Quá gió luôn. Đó anh Di mới leo lên được mấy con khúc à. Tới dơm dằn lên chút nữa cho nhà xem. Chào cả nhà anh Di ơi. Ơi. Nó ôm nằm xích dách xích trên chút nữa nha. Nó tới bông rồi. Khô luôn hả gì cả nhà ơi. Khô à. Cái chuyển máy quay xuống đó thì bạn được đang leo lên được một khúc rồi nha. Đó, được giờ leo lên mà được một khúc rồi nè. Chết bà nó bu em đây rồi, chạy cái nhà ơi. Rồi bây giờ thay đổi góc quay để mà quay được cái ổ vách trong nghe nha. Đây nè. Nó giờ bạn được cũng leo lên tới tổ ong rồi nha. Sao vậy? Quá trời nó nhô ra nó không giữ ra nó túa ra kìa. Đây hy sinh về nghệ thuật luôn cả nhà, quá trời nó bu thái đây nè. Đó, băng được còn đang ở cái góc này nè. Sao chậm vậy? Anh gì xuống tới góc hay vậy? Lâu vậy? Sẽ dơm lại số khúc nó cho nhà xem coi thử có thấy cục mặt được không. Trời trời trắng bốc luôn. Ờ nó bị phứt cái tàu dừa ở nhà không có thấy trắng được cả nhà. Rồi đó cái nhà gió thổi nó che ra nè. Quá xá đẹp luôn cả nhà ơi cả nhà. Quá ngon ổ trong này, nãy phải ngồi vách trong nó quay ổ trong này quá im luôn cả nhà. Cả nhà ngoài chút xíu nữa cho bạn được xuống này thấy xe review cục mặt cho nhà xem nghe nha. Bây giờ cả nhà thì giờ được nó cũng leo lên được khúc rồi nha. Leo lên được mấy con khúc chút xíu rồi đó, lên đó tầm khoảng 10 mét nữa nha. Ở này chắc tầm khoảng 18 mét cả nhà. Hả? Xong thấy chạy. Đó đang ở góc chân trắng đó thấy chưa? Ờ tại là tới đâu mới đốt à? Mới lên tới đó đó nha. Từ đây là đó, từ đó leo lên tới đây còn tầm khoảng 10 mét nữa nha. Đó nha. Trực cỡ đó là bự rồi đó ông anh. Ổ trên nó cao hơn ổ trên nãy lụm rồi. Gì không anh? Mũ thôi hả? Thúi thôi vậy trời.
nè cả nhà. Ngon nè cả nhà. Con cũng vừa vừa nghe nhà chứ không bự không nha. Quá gió cả nhà. Quá gió không anh ơi. Sắp chán không anh ơi? Ô mà chút xíu à. Mặt chân không được nửa lít nữa cả nhà. Chị ngoài vậy cả nhà ơi. Có con nào đâu, ông mới đóng chừng 10 bữa à. Cái nhà ơi. Trời trời cây thúi ạ, muốn chết vậy. Quá gió cả nhà ơi. Ngồi xuống cả nhà ơi. Nhà thì kết thúc mà thấy cũng kết thúc video đây luôn thì thấy quay cả nhà thành quả hôm nay hai bữa tiến xuống Thái đi xuống đây vừa đi chơi vừa đi bắt cùng với Duy Thái luôn cả nhà thì đây là cái xu vô nhà xem cái đóng mặt từ hai bữa nay cả nhà. Này là hai bữa nha nhà. Nói cái này là giáp này bữa trước là được 12 kg 6 cả nhà. Thì hôm sau nữa là 11 kg mấy nữa là trời chọn 23 kg nha. Nó mới ổ này bữa nay hôm nay mới bắt này nha. Nó nào nó 1 kg mấy mà chưa mà mặt hôm tới qua. Mặt có được nhiều hôm qua cái tay qua mặt khô bữa nay mặt nước không à. Nay được ổ bự hơn. Bữa nay ổ nào bự mà ổ qua thì không bằng. Không bằng nhưng mà cái ổ ta voi hơn. Nhiều ơi. Vậy à. Bự hơn qua tao đâu có chịu. Nè có ổ chịu qua đây nè, có ổ
Đó, ổ này quay có 2 lít ngoài. Có ngổ, trời ơi chám vô hết trơn mà banh hết trơn luôn. Là hai bữa anh Tiến xuống thấy là được 23 kg đó nha. Đó, quá đẹp luôn. Đây có ngổ tôi vô là lấy cho cả nhà cùng xem luôn anh Tiến. Nó cái này tôi vô là nhỏ mà cũng thuộc dạng hàng hiếm này. Ổ này, ổ này không phải. Ổ này không phải ổ con Tiến bắt. Ừ. Không phải con gì bắt. Đây nè, đây nè, ổ này nè. Ổ đực. Ổ đực nè. Ổ này là chỉ có 6 tấc thôi đúng không? Được 6 tấc rồi. 4 tấc à. 4 tấc mà cũng 4 tấc rồi cũng mặt hết 2 tấc mấy rồi. 3 tấc. Nè, gan 2 tấc nè. Ờ. Ghê không? Phải rồi. Sao chạy mặt dưới gì? Chạy đâu? Thấy mấy bọc lũng đó, dồn lại rồi. Đó, vậy đây nè. Đó, mấy cái bọc mặt bữa nay của ổ này là một ổ một nghe nha. Đây. Đó. Ổ này bộ thua ổng qua anh bắt hay gì? Thua nhưng mà nó không thua sáng, nhiều. Sáng ánh vàng tươi luôn. Người ta được cái ổ bự, được cái ổ để thái quay ổ mình mua sáng 200 ngàn của cô bán đâu. 200 hả? 200 à. Ổ 200. Đâu rồi đó? Đây. Đây nha. Ổ ông mà sáng mua 200 ngàn nha. 200 ngàn lít lít rưỡi mặt. 200 ngàn. Cái cô đó cô bán cho mình chứ không phải là thấy ra giá đâu nghe nha ơi. Bán 200 mà xin lại cái tàn. Xính là bán 200 mà xin lại cái tàn để dọn dọn cái tại đó cô có nít không á nha. Rồi cô thấy tụi mình bắt ông cô mất lại cô bán 200 ngàn được lít rưỡi mặt cũng coi như là hai anh em mình hôm nay cũng có thường thường mà húp cháo húp mà với húp ăn cơm còn hôm nay được bột phở đó nha. À, rồi chào nha các nha. Rồi thấy có thường thường có Chí Bào này có Tiếng Bào nữa nha. Tôi xuống tới đây bào luôn nha thấy không. Rồi thấy cũng xin tạm biệt cả nhà đây luôn nha cả nhà ơi. Thấy hẹn cả nhà ở chào sau nha. Thấy chúc cả nhà có buổi xem quê đeo vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình luôn cả nhà ơi. Rồi tối nay tầm khoảng 9-10 giờ thì anh Tiến về quê nha. Sau hai bữa đi bào thấy thì cũng được 23 kg nha. Rồi thấy bye bye cả nhà đi luôn.